anh đúng phải sửa rồi. Đúng rồi. Đúng rồi hả? À, trời. Mới cuốn xong rồi mới kêu ông á. Thế hả? Đây, đây coi anh này đúng rồi, anh pha cà phê nào nha. Ủa cái này là thương hiệu của thương hiệu mới hả anh? Dạ thương hiệu của em thì cũng được khoảng gần chục năm rồi anh. Chục năm rồi hả? Dạ. Nhưng mà hồi xưa thì nó không có ấy lắm. Nhưng mà cái này là Eva là viết tắt kiểu gì đây ta? Cho dễ nhớ đi. Dễ nhớ. Eva. Dạ cho nó dễ nhớ. Đây là Eva đàn ông, đây là bà này. Eva đàn bà quá. Đây là cà phê đang xay luôn đúng không? Dạ. Đó. Pha nóng lại chỗ luôn nè. Rồi thôi làm đi cà phê đá đi. Dạ. Uống mình thử thức cho nó cà phê như thế nào. Máy này máy nhỏ. Nhỏ. Dạ. Anh uống được bình thường anh ha? Ờ uống bình thường. Dạ. Đường vừa phải thôi. Cái này cà phê sữa hả? Dạ cà phê đá. À cà phê đá. Dạ. Không cà phê sữa đá. Anh uống cà phê đá nhưng mà ý mình nó đang pha cà phê sữa hả? Dạ cà phê đá. Dạ. Ừ, cái này á là cà phê đá sao màu ngộ vậy? Cái này á là cái caramel của cà phê chỉ có pha máy nó mới ép được thôi. Nó pha máy ép được nên nó thơm là nhờ cái này nè. Còn pha phin nó không có ra được cái này. À. Dạ, nó tức là nó ép còn cái sát gì không nè. Đó, nó sát khô queo vậy đó. Ồ. Thì bố em bán đi luôn mà. À bố bán đây luôn hả? Dạ bán đây luôn em làm thôi. Ở đây được mấy xe rồi? Xe mẫu mà. Mới một xe hả? Bây giờ khách em mở chắc cũng khoảng cỡ hơn 10 xe. À bán ký luôn nè. Dạ ký luôn đúng không? Đây là ký là nhiêu tiền? Cái này á là anh phải có máy anh mới dễ pha được. Anh không có cái máy anh mới dễ pha được. Còn mình pha phin cũng được hả? Pha phin được mấy pha cà phê kia. Cà phê loại pha phin. Còn cái này espresso là để dành pha máy. À pha máy. Espresso là pha máy. Ủa vậy mà anh đang pha cho mình là cà phê đá mà espresso hả? Dạ. À mới biết luôn. Rồi, okay. Sắp tới mở thêm vài xe nữa hả? Dạ, em chỉ nhờ mở cho khách thôi anh. Chứ em trong giống như bán. À vậy đó. Là nhượng quyền đúng không? Nhượng quyền rồi sao chia sẻ anh em luôn đi. Kêu ông lại để anh em nói chuyện. Chia sẻ luôn đi rồi bố coi có ai mình giới thiệu cho. Nhượng quyền cà phê. Đây. Cà phê Eva. Cà phê đá. Cầm đây ông thấy đây. Cà phê đá mà sao nó màu như màu cà phê sữa vậy ông ơi? Trang cà phê sữa. Cái màu nó mới ra, cái mới ra đó. Bây giờ chút thì anh bỏ vô ly nó cũng lắng lại. Rồi anh chia sẻ vụ cà phê nhượng quyền của anh đi. Thử cái này thôi. Tâm là bán sắc dân tộc. Cái này giờ như nhượng quyền là sao nè? Tức là bây giờ nếu mà khách có yêu cầu mở á, tức là mở cái cà phê xe giống như em vậy đó, thì chiếc xe như vậy đó, chiếc xe mà bán tầm khoảng từ 70-80 ly ngày giống như chiếc của em nè. Thì chiếc xe này là 32 triệu hết luôn, combo hết luôn. 32 triệu là gồm xe máy luôn, hai cái máy luôn. Đúng rồi, combo tức là ga đứng bán thôi. À, là đứng bán thôi. Một cà phê thì em bỏ 160.000 ký cho cái xô. Ký rồi pha là pha giống như em vậy đó, khoảng 55 ly. Một ký được 55 ly. Dạ đúng rồi. Nếu mà một ngày á, từ hết chi phí trung bình ra mình bán tầm khoảng 50 ly á, thì một tháng mình kiếm tầm khoảng 10-12 triệu. Ồ, nếu mà một ngày bán 50 ly hả? Dạ đúng rồi. Cũng được quá ha. Mà 50 ly em nghĩ rất là đơn giản. Một ngày chắc chắn được chị. Ngày như sức em bán. Dạ đúng rồi, em bán ở đây, em bán từ hồi bữa em khai trương tới giờ 5 ngày á, là không có ngày nào mà em bán dưới 40 ly á. Là bây giờ do em vẫn còn đang khuyến mãi, mình dạ. Phải coi hết khuyến mãi nó như thế nào đó. Dạ, cũng có mấy xe mà khách của em mở á, là cũng vậy đó. Tức là mới có cũng có xe một ngày đầu tiên nó bán được mấy ly, cái 3 mấy ly, cái 5 mấy ly là nó đều luôn.
tức là có khách đi đường nhiều đâu. Tại vì tính sao cơ quan em thì làm nó cũng tương đối nó cũng ấn tượng, nó cũng nhìn thấy nó cũng phong cách là luôn cái dù luôn á. Dạ đúng rồi, như cái xe có cái dù rồi luôn á, hùng rồi các kiểu đúng không á, hùng rồi các kiểu luôn không, hùng không có hùng đá như ghế thì người ta tự trang bị. Nói chung là những xe đó, chiếc xe rồi liên kính đến cái xe thôi à. Dạ đó, đó là vậy đó. Xe máy, xe máy hoặc là thanh ghế rồi này kia thì em chỉ dùng cách thanh ghế rồi này kia thì em sẽ chỉ. À đây nè, có thưa những người thương hiệu, có thử những người thương hiệu này đó, số điện thoại là đầy đủ nha. Các bạn trẻ muốn thương quyền thương hiệu do địa điểm. Dạ đúng rồi, một tháng mình kiếm là phải mấy ba triệu thôi. Em có xe mà ở bên cạnh sinh hoạt là khách nó bán một ngày 120 đến 150 ly, còn mấy bữa mùa dịch á là nó bán lên 150 ly luôn, 150 200 ly luôn. Nó phải đổi ra cái máy 50 triệu, máy lớn á, máy cũng không chứng ép, em đi cùng đi bật luôn à, không có cho máy chỉ luôn rồi. Không, cái máy này nó hơi nhỏ đúng không ta? Dạ đúng rồi. Máy này nó mới có một họng phải không? Dạ, mà mình xài mang đi một group được anh, tại có một người làm cũng làm rồi. Dạ, một group được rồi. Nhưng mà cái quan trọng là cái công suất của nó lớn á, thì nó không bị đứng máy, cái ép nó ép ngon. Còn cái gì công suất nó nhỏ quá thì nó sẽ cà phê nó ra nó không có ok. Để nó ép bằng cái hơi nước chứ không phải là nước sôi. Mình bán như vậy một ly là bao nhiêu tiền? Em bán ý là mình nếu mình nhượng quyền mà có thống nhất một giá. Đúng không? Mình muốn tùy địa điểm thôi. Ví dụ tự địa điểm mà. Mấy xe của em dưới tỉnh thì nó bán có 10.000 12.000 thôi. À. Ở tỉnh nó bán rẻ hơn. Ừ. Dạ, còn ở ví dụ giờ bán ở trung tâm Sài Gòn đi thì nó có thể bán 20.000 cho trở 5.000. Tính tiền mặt bằng cho nữa mà. Đúng rồi. Ví dụ khu vực thành phố mình giá khoảng tức là mình có chắc cho chuẩn chung chứ. 14.000 đúng không? 14.000 chắc là quay mang đi được rồi đó. Dạ. 16 là có xe đá. Còn cái đá là 14. Dạ. Còn nếu mà mình có cái chỗ ngồi bên trong thì nhìn đứng gần chút nó được. Dạ đúng rồi, có chỗ ngồi thì nó ok. Nhưng mà em thì em thích làm xe hơn. Làm xe á, khách người ta làm nó không có rủi ro. Tại vì em biết sao không? Ví dụ như em lỡ như chỗ này mà em bán không được, em có thể dời qua quán kia. Còn ví dụ mình làm cái quán cà phê á, ví dụ mình đầu tư cái vài trăm triệu đó, rồi tiền đặt cọc ít nhất là khoảng 2-3 tháng, rồi cuối cùng mình bán không được là mình dỡ đi, mình bán cho chai chứ mình đâu có ấy được đâu. Dạ, còn chiếc xe này thì mình lỡ như bán cái này rủi ro, bán này không được mình kêu xe ba gác đó, mình kêu cho khác, kêu cho khác là chở vô khác nó chung hơn, tại cái xe của mình di chuyển được mà. Dạ. Nhưng mà bên trong chỗ phong cách hôm nay nè, giờ còn đông khách không? Dạ, cũng tạm anh, so với ngày xưa cũng tạm, bây giờ nó nhiều quán quá, chỗ này nó nhiều quá mới được. Tại vì ngay bên cạnh là nó cũng mở thêm cạnh nữa đúng không? Dạ đúng rồi. Xưa có mình em chỗ đó lấy đông khách ghê. Dạ. Mà cao mà xưa là em tới 4 quán á, trong đó là em tới 4 quán á. Anh biết ở trong anh phía đường đi tới xuống, đường tăng xuống á. Dạ. Thấy có một cái nghiêng góc. Dạ. Thì hai bên. Đó là hồi đó là hai bên luôn. Bây giờ đó, cái đó còn. Rồi mọi người uống cà phê Eva. Thì lâu đây ủng hộ anh ấy. Và anh ấy đang có cái chương trình gọi là nhượng quyền cà phê luôn. Số điện thoại của anh bán cà phê Eva là ở đây trên cái nào. Ai muốn kinh doanh cà phê chắc cần quay anh giao luôn cà phê ký để pha cà phê espresso luôn. Đó, có anh này nói vô luôn. Đó, giờ có anh pha nha. Hướng dẫn cách pha luôn. Lấy cà phê hạt nguyên chất. Đá. Nó đã chạy xuống. Cái máy này là cái máy bán tự động. Anh em phải canh lượng nước. Chứ còn cái máy mà nó mắc tiền hơn hiện đại hơn đó, nó ngưng lại. À, cái này là canh lượng nước hả? Dạ, nó đủ cái nó ngưng lại. Có cái gọi là
chính ở Đà Quốc rồi. Thì nói đó là rồi, thôi xin chào tạm biệt cả nhà nha. Mình đang đứng ở khu vực Bình Hưng, Bình Hưng, Bình Chánh. Đây là quán cà phê nhượng quyền của anh, quán cà phê anh tên là Eva nha mọi người. Xin chào tạm biệt.